Bạch Thế Tôn hoặc hữu lậu vô lậu của bậc cực hỷ hoặc hữu lậu vô lậu của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của bậc cực hỷ và cái danh hữu lậu vô lậu của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của bậc cực hỷ là đại bồ tát chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh xanh hoặc diệt của bậc cực hỷ chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh xanh hoặc diệt của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc sanh diệt của bậc cực hỷ hoặc sanh diệt của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh sanh diệt của bậc cực hỷ và cái danh sanh diệt của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của bậc cực hỷ là đại bồ tát chính cái danh sanh hoặc diệt của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của bậc cực hỷ chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh thiện hoặc phi thiện của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc thiện phi thiện của bậc cực hỷ hoặc thiện phi thiện của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh thiện phi thiện của bậc cực hỷ và cái danh thiện phi thiện của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của bậc cực hỷ là đại bồ tát chính cái danh thiện hoặc phi thiện của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của bậc cực kỳ chẳng phải là đại bồ tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu tội vô tội của bậc cực hỷ hoặc hữu tội vô tội của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu tội vô tội của bậc cực hỷ và cái danh hữu tội vô tội của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của bậc cực hỷ là đại bồ tát chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của bậc cực hỷ chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu phiền não vô phiền não của bậc cực hỷ hoặc hữu phiền não vô phiền não của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của bậc cực hỷ và cái danh hữu phiền não vô phiền não của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của bậc cực hỷ là đại bồ tát chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của bậc cực hỷ chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc thế gian xuất thế gian của bậc cực hỷ hoặc thế gian xuất thế gian của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có cũng là có cái danh thế gian xuất thế gian của bậc cực hỷ và cái danh thế gian xuất thế gian của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của bậc cực hỷ là đại bồ tát Chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của Bậc Ly Cấu cho đến Bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán hiết nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của Bậc Cực Hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của Bậc Ly Cấu cho đến Bậc Pháp Vân chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của Bậc Cực Hỷ hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của bậc cực hỷ và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của bậc cực hỷ là đại bồ tát chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của bậc cực hỷ chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng phải là đại bồ tát Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc Niết Bàn của Bậc Cực Hỷ, hoặc thuộc sanh tử thuộc Niết Bàn của Bậc Ly Cấu cho đến Bậc Pháp Vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, cũng là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của bậc cực hỷ và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của bậc thi cấu cho đến bậc pháp vân các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của bậc cực hỷ là đại bồ tát chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của bậc thi cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát